Vì sao huấn luyện viên Pop Pop bị treo quyền chỉ đạo đội Thanh Hóa đúng lúc nước sôi lửa bỏng? Huấn luyện viên Pop Pop sẽ không được trực tiếp chỉ đạo câu lạc bộ Thanh Hóa trong trận đấu ở vòng 22 V-League 2023-2024. Câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Velija Popov trong chuyến làm khách trên sân V-Bank Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 22 V-League 2023-2024 trong trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân Pleiku. Lý do nằm ở chỗ, ông Popov đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên bị treo quyền chỉ đạo theo điều lệ giải. Điều lệ này áp dụng cho cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên, nếu nhận 3 thẻ vàng sẽ không được góp mặt ở trận đấu kế tiếp. Đáng chú ý, cả 3 thẻ vàng của ông Popov đều đến từ lỗi phản ứng trọng tài. Đây không phải lần đầu nhà cầm quân người Bulgaria bị phạt vì những phản ứng bên ngoài đường biên. Việc thiếu vắng huấn luyện viên Popov sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ Thanh Hóa, bởi cựu chiến lược gia đội U23 Myanmar luôn là người truyền lửa cho học trò và đưa ra quyết định thay người. Trong trận gặp V-Bank Hoàng Anh Gia Lai sau đây 2 ngày, trợ lý của huấn luyện viên Popov sẽ thay ông chỉ đạo trên sân. Còn chiến lược gia người Bulgaria chỉ quan sát từ xa, không được trực tiếp can thiệp vào trận đấu. Câu lạc bộ Thanh Hóa đang gặp khó khăn với hai thất bại liên tục trước Hà Nội ngày 1 tháng 2 và Nam Định ngày 2 tháng 5. Đội bóng xứ Thanh đã rơi xuống vị trí thứ 9 với 29 điểm. Trên lý thuyết, câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn chưa an toàn do chỉ hơn vị trí đá play-off của Hà Tĩnh khoảng cách 5 điểm. Nếu không giành trọn 3 điểm trước V-Bank Hoàng Anh Gia Lai, khả năng câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ bị nhóm dưới gây áp lực. Bên cạnh huấn luyện viên Popov, vòng 22 V-League còn có 6 trường hợp bị treo giò. V-Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ vắng 2 cầu thủ ở trận gặp Thanh Hóa do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, đó là Lê Văn Sơn và Gabriel Diaz. Lâm Anh Quang, câu lạc bộ Hà Tĩnh, và Huỳnh Tấn Sinh, câu lạc bộ Công an Hà Nội, vắng mặt do vẫn đang thụ án treo giò với tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận. Tim Hôn, câu lạc bộ Hà Nội, và Nguyễn Đức Chiến, câu lạc bộ Thể công Việt Theo, cũng nghỉ vòng này do nhận 3 thẻ vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.